Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết kết quả thực hiện nghị quyết số 04 NQ trên TU ngày 4 tháng 12 năm 2006 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và 5 năm thực hiện kết luận số 23 KNL trên TU ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Chủ trì cuộc họp có ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc. Cuộc họp đã thông qua dự thảo quyết định thành lập tổ soạn thảo, xây dựng đề cương báo cáo tổng kết và kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết kết quả thực hiện nghị quyết số 04 NQ trên TU ngày 4 tháng 12 năm 2006 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và 5 năm thực hiện kết luận số 23 KL trên TU ngày 12 tháng 2 năm 2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Phân công nhiệm vụ cho các phòng ban ngành, đoàn thể thành phố và các thành viên trong tổ soạn thảo thực hiện chậm nhất giữa tháng 4 năm 2021 hoàn thành nội dung báo cáo xây dựng phóng sự về tình hình, kết quả xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc trong giai đoạn 2016-2020, tổ chức hội nghị thông qua ban thường vụ, ban chấp hành thành phố và kết quả 5 năm. Về kết quả 5 năm, thực hiện kết luận số 23 KL trên TU ngày 12 tháng 12 năm 2016 của ban thường vụ tỉnh ủy, hoàn thành trong tháng 5 năm 2021 phối hợp sở kế hoạch và đầu tư tỉnh hoàn chỉnh các nội dung phục vụ hội nghị trình ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xem xét hoàn thành trong tháng 6 năm 2021. Cùng ngày 26 tháng 3 năm 2021, ban tuyển sinh quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp triển khai một số nội dung chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra công tác sơ tuyển và tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2021 của ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng. Thành phần tham gia bao gồm 107 đồng chí, trong đó đoàn kiểm tra ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng là 55 đồng chí, ban tuyển sinh quân sự quân khu 5 đồng chí, cấp tỉnh 8 đồng chí và thành phố Châu Đốc 39 đồng chí. Thời gian kiểm tra từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4 năm 2021 và tổ chức tư vấn tuyển sinh quân sự tại trường Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa thành phố Châu Đốc cho học sinh lớp 12. Đồng thời, cuộc họp đã phân công nhiệm vụ cho các ban ngành đơn vị có liên quan thực hiện nội dung này. Trong quá trình tổ chức phải bảo đảm an toàn khu vực tuyên truyền và giao thông thông suốt trong quá trình đoàn kiểm tra đến thành phố kiểm tra, tư vấn hướng nghiệp và đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và quy định 5K của Bộ Y tế. Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Thường trực Hội đồng Nhân dân Phường Vĩnh Mỹ tổ chức kỳ họp thứ 15 tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân Phường Vĩnh Mỹ khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2021 đến tham dự có đồng chí Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc, cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số 7 và đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Mỹ. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân Phường Vĩnh Mỹ luôn bám sát nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, nghị quyết của đảng ủy phường, luật tổ chức Hội đồng Nhân dân, ủy ban nhân dân một cách sáng tạo, thực hiện tốt phương châm trách nhiệm đổi mới, hiệu quả thiết thực vì dân, thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân trong phường. Hội đồng nhân dân phường đã tổ chức 14 kỳ họp thường kỳ, 3 kỳ họp bất thường chuyên đề, tổ chức 11 chuyên đề giám sát trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân phường đã tổ chức 10 buổi tiếp xúc cử tri, tiếp nhận 82 ý kiến, phối hợp giải quyết được 86% ý kiến phản ánh. Ngoài ra, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tại các kỳ họp, cũng như trong các đợt giám sát, lắng nghe các phản ánh của cử tri để tham mưu đề xuất với ban ngành liên quan và thường trực Hội đồng Nhân dân có giải pháp xử lý khắc phục kịp thời, tạo sự yên tâm tin tưởng cho cử tri. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân Phường Vĩnh Mỹ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt đồng bộ hiệu quả nhiệm vụ kép là vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo giữ vững địa bàn an toàn và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ mới đồng thời tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Dịp này, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ đã khen thưởng cho hai tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng Nhân dân phường khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Hội Liên hiệp phụ nữ phường núi sam tổ chức đại hội điểm đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ phường lần thứ năm nhiệm kỳ 2021-2026. Đến tham dự có bà Lê Bích Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang, ông Đinh Giang Bảo, Phó bí thư Thành ủy Châu đốc. Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào phụ nữ phường Núi Sam đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường hoàn thành tốt các chỉ tiêu của nghị quyết đề ra. Hội không ngừng nâng cao chất lượng phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch, rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. 100% hội viên, 100% hộ gia đình phụ nữ thực hiện tốt các tiêu chí trong các cuộc vận động. Có 105 điển hình tiên tiến được biểu dương khen tưởng. Trong nhiệm kỳ, hội hỗ trợ cho 117 hội viên dây vốn ngân hàng chính sách xã hội với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Vận động cất 8 căn nhà mái ấm tình thương, thành lập 70 tổ hùng vốn xoay dòng, một tổ hợp tác cùng ngày mai, 8 tổ tiết kiệm, duy trì tốt tổ phụ nữ bỏ sát đúng nơi quy định. Tổ phụ nữ nói không với túi ni lông, không ngừng nâng cao chất lượng các câu lạc bộ, các mô hình được đông đảo hội viên tham gia. Tại đại hội đã bầu ban chấp hành gồm 15 đại biểu, bầu 13 đại biểu chính thức, một đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên. Bà Đoàn Thị Thanh Thúy, tái cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Núi Sam, nhiệm kỳ 2021-2026. Dịp này, Ủy ban nhân dân phường trao giấy khen cho hai tập thể 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân các phường xã tổ chức lễ ra mắt lực lượng dân quân mới kết nạp năm 2021. Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ tổ chức lễ ra mắt lực lượng dân quân mới kết nạp năm 2021. Đến dự có Trung tá Hoàng Hiệp Thành, trưởng ban hậu cần, kỹ thuật ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ đã công bố và trao quyết định kết nạp mới cho 10 dân quân năm 2021. Đây là những thanh niên ưu tú, đảm bảo về trình độ văn hóa và tiêu chuẩn chính trị theo luật dân quân tự vệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương theo phân công của chỉ huy và trao quyết định cho 22 công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân năm 2021. Cùng ngày 26 tháng 3 năm 2021, Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Châu tổ chức lễ ra mắt lực lượng dân quân năm 2021. Tại lễ ra mắt, Ban Chỉ huy quân sự xã công bố quyết định về việc công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia lực lượng dân quân năm 2020 và 2021 cho 14 dân quân. Quyết định kết nạp mới dân quân năm 2021 cho 32 công dân. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Châu, yêu cầu ban chỉ huy quân sự xã cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng dân quân thường trực, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nâng cao công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vững mạnh toàn diện. Đối với lực lượng dân quân thường trực phải chấp hành nghiêm các nội quy quy định của ban chỉ huy quân sự xã, ra sức học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị quân sự, đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Ban Chỉ huy quân sự phường Núi Sam tổ chức lễ ra mắt lực lượng dân quân mới kết nạp năm 2021, tham dự của đồng chí Huỳnh Ngọc Trư, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Núi Sam. Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy Quân sự phường Núi Sam công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đối với 9 công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ và quyết định kết nạp 30 chiến sĩ dân quân mới năm 2021. Các chiến sĩ dân quân mới kết nạp hứa hẹn sẽ ra sức học tập, rèn luyện, nắm chắc nội dung huấn luyện quân sự, tham gia đầy đủ nội dung, thời gian theo quy định, chấp hành nghiêm kỷ luật, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lễ kết nạp dân quân mới nhằm củng cố, xây dựng lực lượng dân quân phường ngày càng lớn mạnh, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường trong mọi tình huống. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là một số tin tức đáng chú ý khác, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 25 tháng 3, phường Đoàn Dĩnh Quân tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26 tháng 3 năm 1931 26 tháng 3 năm 2021). Buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 90 năm rèn luyện công hiến và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cũng như những đóng góp của lực lượng Đoàn viên Thanh niên phường Vĩnh Quân trong các hoạt động xung kích tình nguyện, gắn chế thực hiện tốt công tác xã hội, qua đó góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương. Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Đoàn Thanh niên Phường Châu Phú A hợp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngày 26 tháng 3 năm 2021. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôm lại chặng đường 90 năm hình thành và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng với tuổi trẻ cả nước, những năm qua, tuổi trẻ phường Châu Phú A đã phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ thanh niên Việt Nam, thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào xung kích tình nguyện. Các phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, đồng hành với thanh niên, lập thân, lập nghiệp, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong xã hội, vừa tạo môi trường thực tiễn rộng lớn phong phú thiết thực để giáo dục rèn luyện thanh niên vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngày 26 tháng 3 năm 2021, 75 năm ngày thể thao Việt Nam, ngày 27 tháng 3 năm 1946, ngày 27 tháng 3 năm 2021, đồng thời kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống CISM ngày 18 tháng 2 năm 1948, ngày 19 tháng 2 năm 2021, ngày 26 tháng 3 năm 2021, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức lễ phát động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030 và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 kết hợp ngày chạy thể thao quân sự. Qua đó nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng trong quân đội, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống và môi trường nhân hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân cũng như hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang thành phố ngày 26 tháng 3 năm 2021, đoàn quỹ công an thành phố Châu Đốc phối hợp với đoàn trường Trung học phổ thông Châu Thị Tế tổ chức giao lưu và trao tặng công trình thanh niên cho trường Trung học phổ thông Châu Thị Tế nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931 26 tháng 3 2021. Đây là dịp để đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống dễ dàng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng chiều dài 90 năm lịch sử, đồng thời nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ công an thành phố Châu Đốc tham gia giao lưu học tập, giao lưu thể thao văn nghệ và các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng cùng với các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Châu Đốc cùng với phát quy sức trẻ, nâng cao lòng nhiệt quyết và sự sáng tạo vốn có, trao dồi kiến thức và vững vàng bản lĩnh chính trị của đoàn viên thanh niên toàn thành phố Châu Đốc cùng chung tay thực hiện những công trình phần diệt thanh niên thiết thực, kính dân lên đảng và bác hồ kính yêu. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.